掌声中，伟俊男男扮警官娘又叫。
và tôi chọn có câu hỏi cho mình. Câu hỏi dễ, bạn có học giỏi môn địa lý không? Hỏi học giỏi nhất môn gì? Liên quan bài học tập hãy chú ý lắng nghe, cho tất cả các loại trái cây trái gì ăn hạt bỏ vỏ hết. Nếu đúng nhận quà đi về, nếu sai là cũng đi về mà không có quà. Ok, rồi bây giờ lần này bạn lựa chọn có câu hỏi cho mình dễ trung bình thì không? Dễ cấp độ mấy? Có ba cấp độ: dễ vừa, dễ nhất và dễ nhất nhất. Dễ nhất trong tất cả các loại câu hỏi này là dễ nhất, bạn hãy chú ý lắng nghe. Bạn hãy cho biết một năm có bao nhiêu con giáp hết? 12 giáp. Dạ, chọn năm là 12 con giáp. Tiếp theo bạn lựa chọn gói câu hỏi dễ nhất nhất luôn. Hãy chú ý lắng nghe câu hỏi dễ nhất của bạn có nội dung như sau: một người da trắng tắm biển bị đen, một người da đen tắm biển bị gì hết? Hết giờ về chỗ gì bị rác? Tắm biển bị ướt là bình thường, cái gì tắm biển bị rác? Tiếp theo ai bạn là đúng hay sai? Bây giờ còn câu hỏi cuối cùng, bạn lựa chọn có câu hỏi dễ nhất. Câu hỏi dễ nhất có nội dung như sau: một người da trắng cưới một người da đen mới đẻ ra con ra màu gì hết? Con trắng về chỗ luôn, mới đẻ tức là chỉ có răng, đẻ sơ sinh không có răng nha. Dễ quá trời luôn. Tiếp theo bạn lựa chọn có câu hỏi dễ nhất nữa, bước lên một bước. Câu hỏi dễ nhất của bạn có nội dung như sau: bạn hãy cho biết biển nào ở giữa đất và trời hết? Biển cười về chỗ sai bé. Biển nào ở giữa đất và trời? Bạn kêu biển cười sai. Rồi tiếp theo các bạn lựa chọn có câu hỏi đúng rồi. Câu hỏi trung bình có nội dung như sau: có 4 mối tình gọi là tình tứ, có 7 mối tình gọi là thất tình, không có tình yêu gọi là vô tình, tình yêu chảy máu được gọi là tình gì hết? Đi trong táo bón vậy. Lựa chọn có câu hỏi cho mình dễ nhất. Câu hỏi dễ nhất của bạn có nội dung như sau: môn đôi tàu điện về từ hướng bắc về nam, hội khói bay theo hướng nào hết? Thôi hết giờ, hướng ngược lại về chỗ tàu điện là chỉ có khói. Tàu điện không có khói nha, tàu hỏa nó có khói các bạn nha. Tiếp theo bạn lựa chọn có câu hỏi dễ vừa. Gì hết? Hết giờ. Chữ gì? Chữ bà, giữa ngày và đêm là bà đó. Ngày và đêm, giữa ngày và đêm là bà đó. Bạn thật khoái. Ngày bạn trả lời đúng hay sai? Hy vọng là ngày bạn trả lời sai tiếp. Cảm ơn bạn. Hãy lắng nghe câu hỏi có nội dung như sau: ngày hôm qua của ngày hôm nay là ngày mai của ngày thứ tư, ngày kia của ngày thứ tư là ngày mốt của ngày chủ nhật, hỏi hôm đó là thứ mấy? Thứ sáu. Thứ mấy? Sáu. Tại sao? Thì mấy bạn chứ nhắc mấy bạn chứ, tự nhiên nhắc chị cho đúng luôn hả? Xin được chúc mừng bạn, đó là đáp án đúng. Tiếp theo em đúng trước rồi hả? Bây giờ có cơ hội đúng nữa được không? Ok, cái câu hỏi này dễ lắm nha. Hãy chú ý
qua số 2 là 12 giờ bạn nhé. Đốt câu đứng tại OK. Hãy đốt câu là đúng không? Trả lời đâu hai câu. Mỗi người được hỏi có câu à. OK. Bây giờ hãy chú ý lắng nghe câu hỏi rất dễ thương. Lựa chọn dễ đúng mình hay khó? Dễ. Dễ. Cấp độ mấy? Dễ cũng dễ. Một chú cao 0,96, một chú cao 0,52, một chú cao 0,98, hỏi ai là người cao nhất? Hả? Em chính xác.